được đón tiếp đoàn của các anh các chị cho ca sĩ Lê Cường. Bà con mà nếu xem trên YouTube đấy, hoặc là các kênh video đấy, thì có cái chủ dòng cá vàng ca sĩ Lê Cường, bằng cái công sức của anh, bằng tấm lòng của anh cùng với các anh các chị ở Nghệ An và các bạn bè ở thân hiểu ở các tỉnh khác nữa, thì đã về đây để vừa thăm hỏi bà con, vừa chia sẻ đồng viên bà con, và đặc biệt là có quà để hỗ trợ bà con lúc hoàn nạn khó khăn, để bà con cảm thấy tự tin hơn, vững tin hơn khi xung quanh mình đang còn có cả cấp chính quyền, có mặt trận đoàn thể, có các tổ chức cá nhân cùng đồng hành với mình để ủng hộ vượt qua khó khăn, khắc phục vươn lên trong cuộc sống. Hôm nay xin trân trọng giới thiệu bà con, đó là ca sĩ Lê Cường. Xin mời anh đứng dậy cho bà con. Hôm nay thì đoàn không chỉ đi Thạch Hà đâu, mà đoàn vừa rồi đi cả tỉnh miền Trung, ví dụ như là Quảng Bình, ví dụ như là Quảng Trị, rồi về Hà Tĩnh đây thì tiếp tục lên ở các huyện của trong tỉnh nữa. Cho nên thời gian rất ngắn. Thì bây giờ là sáng nay thì đoàn có đặt về với ban chủ trương của huyện là sẽ hỗ trợ cho 100 hộ. 100 hộ ở thôn Phúc Thanh Đan. Thì hôm nay thì thông qua xã và cán bộ thôn rồi, thì hôm nay cũng rất cảm động, bà con cũng đã đến đông đủ đúng thời gian. Thì các nội dung tiếp theo thì xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ca sĩ Lê Cường sẽ có cái vài lời tâm sự với bà con. Xin bà con chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn anh. Thưa bà con, là Lê Cường cũng là một người con của mảnh đất miền Trung. Lê Cường là người Nghệ An, thì miền Trung mình thì vừa bị bão lụt, thì Lê Cường cũng muốn làm một cái gì đó để hỗ trợ cho quê hương mình, để bà con cải thiện cái cuộc sống sau những cái thiên tai như bão lũ. Thì ngoài tấm lòng của Lê Cường thì ngoài ra còn có sự đóng góp của tất cả anh em bạn bè gần xa trong và ngoài nước, thì Lê Cường cũng đã kêu gọi để ủng hộ cho bà con một số những cái phần quà nhỏ để mà vực dậy cuộc sống sau thiên tai. Thì trước mắt thì hôm nay Lê Cường biết được là bà con thì cũng có rất nhiều đoàn họ hỗ trợ lương thực, thì hôm nay là Lê Cường cùng như tất cả anh em thì sẽ hỗ trợ cho bà con những cái áo ấm cho người lớn và cho cả trẻ em nữa. Và ngoài ra thì đoàn sẽ hỗ trợ cho xã nha, cho xã là những huyền, cái huyện Thạch Hà, các xã tập trung về đấy, các xã tập trung về đây thì sẽ hỗ trợ cho những cái hoàn cảnh khó khăn những bà con là 50 triệu đồng, thì sẽ chia đều trên mỗi hộ là 500.000 đồng, và cộng với quần áo ấm thì tí nữa thì Lê Cường cũng như tất cả mọi người sẽ phát quà cho bà con. Quần áo thì bà con nhà mình cần bao nhiêu cái thì bên đoàn sẽ hỗ trợ cho bà con là để cho nhà mình đủ dùng, bởi vì là không những là ở Hà Tĩnh mình mà rất nhiều những nơi khác họ đang rất cần, thì bên nhóm của Lê Cường sẽ hỗ trợ cho bà con khoảng 500 cái áo ấm và 50 triệu. Thì mong rằng là những cái phần quà nho nhỏ như thế này sẽ giúp bà con có thêm động lực và có thêm một ít cái chi phí để mà trang trải cuộc sống, để chúng ta vượt qua những lúc khó khăn. Okay. Thì dạ. Đi qua đây. Anh ơi,
Cho ba lại được. Liễu Thị Canh, Hoa, Tuyết, Lý. Ba đừng đứng đây rồi, mấy cô không có tên lùi ra sao. Bảy người, bốn người, đúng rồi. Còn đi bốn người. Tôi biết bốn người. Thấy bốn người. Những bốn người. Năm người chưa? Rồi, con thứ ba. Ông hai tiền đâu? Ông Lý, ông Ngọc, ông Dương, ông Thầy, ông Thầy. Nhầm xong quan ở về nhá, quan ở về. Ai có tên thì nhắn lên đi. Ai có tên thì vui 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 đến ông Lý đấy. Bà Vương đi học bổ luôn nhá. Vương đi để học bổ. Tiếp nhận rồi đi tham bên đây nhận qua luôn đi. Ông Viên, ông Giao, ông Mai, ông Tiểu, ba Tiểu, thằng nhá. Chi cứ muốn quay sang hôm nay bỏ nô. Đây đây, thứ ba. Đúng năm người chưa? Đây là bà con đang đến để nhận quà. Nghe lên cơn giỏi không ạ? Ở phía sau có nghe không ạ? Thưa bà con, Lê Cường cũng là một người con của mảnh đất xứ Nghệ, nhưng mà em ở Nghệ An, còn bà con thì ở Hà Tĩnh, nhưng mà cũng là cùng dòng máu xứ Nghệ với mình. Thì thiên tai nên là con cũng là một người con của mảnh đất xứ Nghệ, thì cũng mua thấy quê hương mình bị bão lũ và thấy cuộc sống của mọi người rất là khó khăn, nên con cũng muốn đóng góp một chút sức mình, cũng như là một kêu gọi tất cả anh em bạn bè khắp mọi nơi ở trong và ngoài nước cũng đóng góp được một chút ít phần quà để gửi tặng đến cho bà con, để cho bà con có một cái phần quà nho nhỏ để chúng ta xây dựng lại cuộc sống sau thiên tai, sau bão lũ. Thì tuy rằng là cái phần quà nó không có lớn lắm, nhưng mà đó là một cái phần quà tinh thần, cũng như là một cái phần quà vật chất nho nhỏ để gửi đến tất cả bà con, và mong tất cả bà con chúng ta sẽ xây dựng cuộc sống ổn định trở lại và có một cuộc sống tốt hơn. Thì hôm nay thì sẽ theo những cái danh sách của bên ủy ban xã thì sẽ có 100 hộ được chúng con tặng tiền mặt, là mỗi hộ 500.000. Rồi sẽ có 400 cái áo ấm cho bà con để mặc để cái mùa đông giá rét này chúng ta sẽ vượt qua cái thời tiết khắc nghiệt của mảnh đất xứ Nghệ mình. Và ngoài ra có 100 phần quà. Thưa bà con, là bởi vì phần quà của đoàn chúng con thì cũng không có nhiều, có giới hạn, nên thành ra là những bà con nào nhận tiền thì có danh sách nhận tiền thì sẽ không nhận quà mì tôm với lại sữa với các thứ. Thì những ai mà đã nhận tiền rồi không nhận tiền thì chúng ta sẽ được nhận quà. Còn quần áo thì con xin phép là, bởi vì bây giờ buổi tối rồi mà phát thì nó rất là lâu, nên con xin phép là sẽ gửi lại cho bên ủy ban xã 400 cái áo ấm. Thì nhờ ủy ban xã sẽ phát lại cho bà con vào ngày mai hoặc là ngày nào đó cho thuận lợi. Và ai mặc như thế nào thì bà con lấy quần áo cho nó vừa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bà con ơi, bà con ơi. Thế chết rành bớt. Đóng thì. Đóng thì. Có đóng viên ở đó. Không thì cái này chết đủ không? Có đóng viên. Ông này trong đường đó. Đóng thường rồi. Xuống rồi, xuống rồi. Đây nhiều bác có đêm lòng. Tiếp theo là xuống phương hải. Xuống phương hải nhá. Đi đi ra là ta lưới ra thì nghe tâm tư nhá. Bác con tâm tư, yên lặng. Lưới ra đâu thì nghe không? Mình lưới ra đó đi, tâm tư yên lặng đi. Tâm tư nha bác con, tâm tư yên lặng thì nghe danh sách nhá. Ai mới chắc quả mặt là ung không đánh dấu, có đỏ là biết đâu. Bác con Nguyễn Bước Quản. Bước Quản đâu? Nguyễn Bước Quản đâu? Nguyễn Bước Quản. Con ta cố gắng chứ rồi đi ở phía dưới và giảm ra giảm cách đấy.
chết quá. Alo. Bà con ơi. Bà con có nghe nói không ạ? À? Bây giờ nha, con có một yêu cầu như thế này. Bây giờ xin mời bà con lùi lại cho con 10 mét. Xin mời bà con lùi lại cho con 10 mét thì chúng con sẽ tiếp tục phát. Còn bà con cứ sấn lên đây là chúng con sẽ dừng đấy. Mời bà con lùi lại 10 mét. Xin mời bà con lùi lại 10 mét thì con sẽ phát tiếp. Mời bà con lùi lại 10 mét thì con sẽ phát tiếp. Ở bên này ạ, hai bên trở lại trước luôn. Mời bà con lùi lại 10 mét. Mời bà con lùi lại 10 mét ạ. Bà con có nghe con nói không ạ? Nếu bà con không lùi lại là chúng con sẽ dừng. Chúng con sẽ dừng không phát nữa. Mời bà con lùi lại 10 mét. Thôi như thế này này. Thôi bây giờ như thế này. Bây giờ con sẽ đi ra ngoài này. Bà con theo con ra đây. Ra ngoài này cho sáng. Đâu. Không thấy được. Ở đây không thấy được. Rồi bây giờ con sẽ đi ra đây. Bà con theo con ra đây. Để mình ở trong này không thấy được. Đây mời bà con ra đây. Chúng này chuẩn bị, chúng này chuẩn bị. Đây nhá. Rồi mời các đồng chí phát tiền đi ra đây. Theo đã nhau lên bố, rồi bây giờ như thế này, nếu bà con không lùi thì bà con cứ đứng nguyên tại chỗ như thế này giúp con được không? Đứng nguyên tại chỗ như thế này. Ai bước không ai không được ai bước lên và không chen lấn được không ạ? Khi nào gọi tên thì bà con sẽ bước lên được không ạ? Nếu ai bước lên con lại dừng con không nào không phát nữa, bởi vì là thưa bà con là chúng con đi từ sáng đến giờ chưa ăn một miếng cơm nào cả, rất đói bụng và rất mệt rồi, nhưng mà cũng muốn là mang một cái món quà tặng đến bà con thì mong bà con giúp cho anh em chúng con được không ạ? Dạ vâng rồi. Thế bây giờ bà con cứ đứng yên nha, không chen lấn không đẩy. Ai gọi đến tên thì xin mời bà con bước lên. Mấy anh nhân phòng giúp em đi. Mấy anh nhân phòng đứng lên để mà làm hàng rào. Mấy anh phòng đứng làm hàng rào giúp em. Được. Bây giờ là tiếp tục đọc các bạn tên nha. Hàn Chí Sâu, cái đó là Hàn Chí Sâu. Hàn Chí Sâu đây rồi. Con lấy nhân tên Thắng đi ăn là đã rồi. Đâu ông Phường? Để họ đi lên đó. Đâu ông Phương? Em chụp máy của chị Ái nha. Đâu ông Phương? Vui thì Huy. Đâu ông Phương đang không? Nhảy ra em. Vui thì Huy. Tân Đoan.
Tân Loan. Tân Loan. Tân Loan. Ở đâu? Tân Toàn. Nguyễn Văn Khương. Phạm Lý. Nguyễn Tông Kỳ. Kỳ Lai. Nguyễn Tông Kỳ. Tư Văn Thập. Tân Văn Dũng ạ. Tân Văn Dũng ở đâu? Nguyễn Văn Vi. Nguyễn Khánh Linh. Nguyễn Văn Lưu. Lê Đình Dương. Lưu. Nguyễn Văn Lưu. Lưu. Lê Đình Dương. Lê Đình Dương. Nguyễn Thị Lý. Nguyễn Thị Lý. Cháu 3 năm đại chủ. Lê Văn Thư ở đâu? Lúc này anh phát rồi nha, ba này mày sợ rồi. Mày được đi tay ra rồi. Lui. Lê Văn Huy ở đâu ạ? Lê Văn Huy. Ba có rồi, im lặng nha. Lê Văn Huy. Nguyễn Văn Tính. Ai có vợ con gái? Nguyễn Văn Tính. Cùng ngay thì vô đi. Nguyễn Văn Tính. Đi thì là thôn Đường Hải chúng ta. Các cái thôn khác chứ gọi đi về đấy cho thôn Đường Hải không bao. Nguyễn Văn Cân ở đâu ạ? Cân hâu. Nguyễn Văn Hưng. Nguyễn Thị Linh ở đâu ạ? Nguyễn Văn Trương. Nguyễn Thị Linh ở đâu? Nghe cho ba ơi. Đi đi. Nguyễn Hữu Quyên ở đâu? Nguyễn Hữu Quyên. Nguyễn Văn Trinh. Để đọc lại này. Nguyễn Phước Toàn. Toàn thất. Nguyễn Phước Toàn. Toàn thất luôn. Rồi. Đấy đi. Phạm Thị Thương. Lê Đình Hòa. Hàn Duy Lanh.
Hàn Duy Lanh, Lê Đình Kiên này, Lê Đình Kiên, Lê Đình Kiên, Võ Quang Lanh, Võ Quang Lanh, Võ Quang Lanh, không Võ Quang Lanh mà. À, Hải ơi em thường ạ. À. Em thường đi cái đường đến nó vẫn đi. Em thường đẹp đấy. Đưa đấy. Đưa mưa xuống của đông thì cũng sai tá lại mưa. À. Có chưa? Có đưa đông thì được rồi. Để theo đóng thành nhé. Hết rồi. Còn đấy là tiền mặt quà rồi. Đây là 100 sách. Lấy đó xe dựng quà luôn. Để danh thay sau tí này em đưa anh mà. Đây là 100 sách rồi đúng không? Rồi bây giờ 10 sách này là 100 sách. À 10 sách nữa là mấy đồng 100. Hết rồi chị, hết rồi mà. Chị hết rồi. Hưng ơi đi cờ đi nha. Đang này nói chắc chắn luôn. Rồi. Mình đủ 2 lần rồi mà. Mở nó khoang,
Vườn Đào Quang. Vườn Đào Quang. Vườn Đào Quang. Hàn Thị Thúy, Hàn Thị Thúy. Hàn Thị Cát, Hàn Thị Cát. Hàn Thị Cát. Hàn Thị Cát. Lê Văn Bình. Lê Thị Bình, Lê Thị Bình. 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 Trần Văn Kiên, Trần Văn Kiên. 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 Con, con, con. Trần Văn Kiên. Phạm Thị Nguyệt, Phạm Thị Nguyệt. Phạm Thị Nguyệt. Phạm Thị Nguyệt đấy à? Hết. Hết nguyên cho mất rồi đây. Hết. Hết rồi. Ra ngoài thì nhận quà nhé. Bà con ơi, bà con ơi, bà con ơi, bây giờ bà con muốn nhận quà đúng không? Rồi bây giờ quà đang nằm ở trên xe tải, bây giờ là quà đang nằm trên xe tải. Bây giờ là đang có danh sách đúng không? Rồi. Đúng rồi, bà con chuyển đến gần chiếc xe. Chiếc xe đó. Một con dưới gọi tên lại. Rồi ai? Ai gọi đến tên đến danh sách thì sẽ lên nhận quà. Hai chiếc xe tải ngoài cổng mà có bốn anh đang đèo trên xe tải đó. Theo danh sách. Rồi. Thượng Hải đâu chẳng hạn. Rồi bây giờ bên ủy ban sẽ gọi tên bà con. Bà con di chuyển ra ngoài chiếc xe. Trời ơi, cả cái huyện Hương Khê về đấy luôn mọi người à. Đấy, đấy mới gọi là chỗ ăn không hết, người lần không ra đấy mọi người này. Ờ, có chỗ nơi khác cái gì chó thực phẩm lấy, mà ở đấy họ vẫn chờ cả mấy tiếng đồng hồ để nhận đấy mọi người này. Hàng nghìn người dân. Đấy gọi là hàng nghìn người dân chứ mày cả hàng trăm rồi. Cả huyện Hương Khê mà về hết rồi, về đây là về hơn một nửa rồi. Bật loa một nửa rồi. Bật loa đi. À, bật loa đi. 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 Bật loa đ
Sao? Sao? Thôi mọi người trật tự, ai cũng có phần. Danh sách thế nào này? Danh sách còn bao nhiêu? Nhiều quá rồi, bây giờ bắt cá. Bao nhiêu rồi, được bao nhiêu rồi? Thì danh sách nhận quà được bao nhiêu rồi? Chưa. Bây giờ như thế này, hai đồng chí xã vào nhận bàn giao hai cái kiện hàng quần áo đưa vào trong kia giúp em. Với lại ở trên này nữa. Rồi. Ok. Xong nha. Bây giờ là em. Rồi, ok. Xong chưa? Rồi, còn bây giờ là Lê Cường sẽ hát tặng cho bà con một bài hát. Rồi, anh tắt loa đi. Bà con ơi, cho dù là thiên tai hay lũ lụt như thế nào đi chăng nữa thì nó đã qua rồi, thì chúng ta cũng phải lạc quan lên, đúng không ạ? Chúng em sẽ quyên góp ủng hộ được bao nhiêu thì sẽ gửi tặng với bà con những cái phần quà, tuy là nó nhỏ nhưng mà là món quà tinh thần để chúng ta cùng nhau làm lại, xây dựng cuộc sống ấm no hơn. Và một bài hát xin gửi tặng cho toàn thể bà con quê hương Hương Khê, quê hương xứ Nghệ, bài hát Thương Lắm Miền Trung Ơi. Xin mời bà con lắng nghe. Con nơi mơ mà sao nó chưa thấy.
Huy ơi, thương bà con nhiều lắm. Sư Nghệ ơi, yêu Sư Nghệ rất nhiều. Biết bao thân phận vẫn còn đổ trôi, người ơi xin nhớ, giang tay đón miền Trung, đau thương sẽ không còn nặng mà lại lên dòng bão tan rồi. Tháng ngày tình yêu nói hết làm sao, miền Trung yêu dấu đây cũng ruột biển sát nhau, chung sức chung lòng ta sẽ vượt qua nỗi đau. Xin hát lại thôi, bầu ơi thương đi, yêu yêu phù lấy ra buồn. Đừng buồn mẹ ơi, đừng khóc ta vô vọng, cho dấu xa một chút tình nào. Tình nào nghĩa bằng chung nhau.